ăn bánh mì ở Sing, đón một trạm xe ốc, một chuyến xe buýt rồi đón tàu điện lại đây một trạm, đi bộ lại chút là mua bánh mì Việt Nam ăn. Bên đây là trung tâm mua sắm nè, còn bên đây là ga tàu điện nè, rất là tiện lợi. Ở đây vừa xuống ga tàu điện này có trung tâm mua sắm và mấy cái cửa hàng ăn uống ở dưới hết rồi. Bên kia là nhà dân, bên đây là cũng dạng nhà rồi, ở dưới là một cái cửa hàng, mấy cái trung tâm y tế ở dưới đây, còn bên đây là trung tâm mua sắm. Cái chỗ này trung tâm mua sắm cũng lâu rồi. Bên đây là ga tàu điện bên đây nè. Bánh mì Việt Nam.